Bước thứ hai, chúng ta thả lỏng tay ra phía trước, xoay, ta xoay tay theo phần thân ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào những cái phần khởi động và bắt đầu vào bài dịch cân kinh trị bệnh. Phần khởi động, chúng ta tay phải chúng ta đặt ở dưới rốn tầm khoảng 3 phân, vị trí của huyệt đan điền. Nhẹ nhàng chúng ta xoay eo này, từ trái sang phải. Xoay eo trái sang phải. Đó, xoay eo trái sang phải để làm cho cái vùng thận khí nó ấm lên, vùng thận ấm lên. Đó. Và tăng trưởng, tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể của chúng ta. Bước thứ hai, chúng ta thả lỏng tay ra phía trước, xoay, ta xoay tay theo phần thân ạ, vẫn từ trái sang phải, được khoảng 5 lần như vậy, rồi chúng ta xoay ngược lại, từ phải sang trái, xoay ngược lại, từ phải sang trái. Động tác này giúp làm chúng ta ấm người lên. Khi người chúng ta ấm lên, có khí có huyết thì bệnh tật sẽ được tiêu trừ ạ. Chúng ta nhớ là muốn chữa bệnh thì ngoài thuốc thang, chúng ta luôn luôn phải đi kèm với vận động. Tốt nhất thì tập khí công, giúp khí huyết lưu thông, đẩy lùi bệnh tật ạ, tăng cường sức đề kháng. Thức khởi động thứ hai, chúng ta sẽ khởi động cho vùng cột sống. Chúng ta đẩy phần ngực ra phía trước, bụng chùn đầu gối, mông ra phía sau, chúng ta đứng lên ạ. Đó. Cái này nó giúp phần cột sống nó được khai mở, thận khí nó ấm lên. Vùng thận, thận ấm thì người ấm thì sức khỏe chúng ta nó tăng trưởng. Chúng ta nhìn theo chiều ngang ạ. Đẩy ngược ra phía trước, bụng chùn đầu gối, mông phía sau đứng lên. Tay chúng ta thả lỏng từ trên xuống dưới. Tay thả lỏng từ trên xuống dưới. Đó, thức này nó sẽ làm khỏe phần thận và cột sống của chúng ta. Cột sống nó là cái kênh năng lượng, là cái phong thủy của cơ thể chúng ta. Ta phải khai mở cột sống. Đến thức thứ ba, chúng ta sẽ xoay đầu gối nhé, từ bên trong ra bên ngoài. Xoay đầu gối từ bên trong ra bên ngoài. Đây, chúng ta xoay này, từ trong ra bên ngoài. Chúng ta hãy cùng tập theo thầy Phúc Thành ạ. Những bài khí công tập nó rất là đơn giản nhẹ nhàng thôi. Tay này xoay từ trong ra ngoài. Đây, xoay từ trong ra ngoài. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên. Lưỡi chúng ta chạm vào miệng trên, thông kinh mạch nhâm đốc. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên. Thức thứ tư, xoay vòng tròn từ trong ra ngoài. Ngón áp út và ngón út nó hơi hướng vào bên trong một chút. Đó. Khi nào qua mặt mình ấy thì chúng ta lật tay ra. Lật tay ra. Ta cứ làm thật là nhẹ nhàng, thật là chậm rãi thôi. Sau đây chúng ta thiền đứng. Đã xong 4 thức khởi động của khí công Đại Bi Tâm. Thiền đứng, ánh mắt chúng ta khép hở lại. Và bài đầu tiên của khí công là chúng ta tập âm dương khí công. Lên hít vào bằng mũi, xuống thở miệng. Hít mũi này, thở miệng. 3, hít, thở. 4, 5. Lên đứng trên đầu ngón chân, hít vào vào mũi, xuống hơi chùn gối một chút, thở ra vào miệng. Hít mũi, thở miệng. Hít vào vào mũi, thở ra vào miệng ạ. Đã có thể tập 20 lần hoặc 3 lần hoặc 30 lần bài âm dương khí công này các bạn nhé. Sau khi tập xong, chúng ta lại tiếp tục đứng thiền đứng. Rồi, với bệnh ung thư thì chúng ta cần tập cái bài mở khớp thông kinh, là bài rất là quan trọng. Nó sẽ vận khí huyết khắp toàn cơ thể.
nó sẽ cung cấp khí huyết đến những cái nơi tế bào của mình nó đang bị bệnh. Đó là một điều rất là quan trọng. Tế bào ung thư là sợ nhất là gì ạ? Sợ nhất là nơi nào có oxy, nơi nào có dưỡng khí là tế bào ung thư sợ nhất. Chúng ta phải tập bài mở khớp thông kinh này hàng ngày. Sau khi tập âm dương khí công là chúng ta tập bài mở khớp thông kinh. Ngón áp út và ngón út chúng ta hướng lên nhá. Hai ngón này, hai ngón dẫn khí này. Chúng ta xoắn tay từ trong ra ngoài như thế này. Từ trong ra ngoài. Và đứng một chút trên cái đầu ngón chân này. Ngửa cổ ra phía sau. Đứng một chút trên cái đầu ngón chân. Rồi chúng ta về này. Hai tay đưa dần đều về. Tụ khí đan điền. Cho đấy nổi mình lên. Thả lỏng cơ thể. Thiền đứng. Tập đúng thấy lòng bàn tay nó nóng bừng lên. Mặt nó nóng bừng lên. Dẫn khí huyết vào những nơi chúng ta đang bị bệnh. Lần số 2. Tôi lại đứng một chút trên cái đầu ngón chân thôi. Ngửa cổ lên. Mắt chúng ta có thể nhìn lên rồi. Hoặc nếu mà trời quá nắng thì chúng ta nhắm mắt lại. Rồi. Về tụ khí đan điền. Nổi mình lên. Đã đứng thở hoàn toàn tự nhiên. Cảm thấy tay chân nó ấm lên. Bây giờ toàn bộ vùng khuôn mặt tôi nó đang ấm nóng dần đều lên. Tai nó rất là ấm. Nơi nào bị bệnh thì khí tự động đi vào để tự chữa bệnh. Lần số 3. Nó lại xoắn tay này. Từ trong ra ngoài. Và nghiêng về phía sau. Rồi, chúng ta về. Chuồn gối về tụ khí, đan điền. Ngồi mình lên, ra thiền. Vừa rồi thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta về mặt trước cơ thể, mở khớp thông kinh. Bây giờ đến mặt sau là chúng ta sẽ dùng hai tay này nhá. Nó xoắn từ ngoài vào trong như thế này ạ. Đây là chúng ta thông cho mặt sau của cơ thể. Bây giờ chân chúng ta đứng bình thường, không nhón gót lên nữa, ngả người về sau, cổ nhìn đằng trước như thế này. Bài này rất là tốt cho sức khỏe, tăng đề kháng. Tay lên, thả tay xuống dần đều. Và chúng ta thiền đứng, cảm nhận hơi ấm ở đằng sau của cơ thể. Lúc nãy là hơi ấm mặt trước cơ thể, bây giờ là hơi ấm ở mặt sau của cơ thể. Lần số 2. Đang ngả người ra phía sau. Lên. Rồi chúng ta thiền đứng. Lần số 3. Đây, chúng ta múa tay từ ngoài vào trong này. Cổ nhớ phải gập đằng trước, không được ngửa lên rời. Cổ gập đằng trước. Lên. Bài này thông khí huyết hết mặt sau cơ thể. Tập những bài này chắc chắn là bệnh ung thư nó sẽ thuyên giảm rất là nhiều. Chúng ta phải tập hàng ngày. Sau khi tập là tôi thấy mồ hôi này nó toát ra, khuôn mặt nó hồng hào và mát lên rất là nhiều. Bởi vì khí huyết nó vận hành rất là mạnh. Sau khi xong bài mở khớp thông kinh là đến bài vẩy tay dịch cân kinh. Vẩy tay dịch cân kinh, 4 thức trị bệnh. Nó có nhiều bản vẩy tay khác nhau, nhưng trong đấy bản 4 thức là cái bản mà nó mạnh mẽ nhất. Hiện nay đang là được đánh giá, nhiều chuyên gia đánh giá là công năng tác dụng cao nhất, chữa bệnh rất là tốt. Nó gồm 4 thức. Thức đầu tiên, tay thả lỏng lên trên này. Xuống, nhanh nhẹn dứt khoát. Lên này, thả lỏng này, xuống, nhanh. Phải gập cái cổ tay ra đằng sau như thế này. Đó, thông được 10 đầu ngón tay. Thả lỏng nhá. Lên, mềm mại, xuống nhanh nhẹn dứt khoát. Lên nhíu hậu môn, xuống thả lỏng hậu môn ra. Bài dịch cân kinh này, công năng tác dụng của nó rất là cao. Lên thì thả lỏng người, xuống nhanh. Chùn gối liên tục, chúng ta tập 30 lần hoặc 50 lần. Đó. Tác dụng cao hơn bản cũ mà chúng ta vẩy 5 cái mới chùn một lần. Bây giờ chúng ta sẽ chùn liên tục. Ai đau đầu gối thì sẽ tập những bài khác. Tập bài khí công tiên gia, khí công Phật gia, chữa bệnh đau đầu gối trước.
Rồi, vẩy tay xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thiền đứng nhá. Các bạn hãy thiền đứng cùng với tôi. Khi thiền đứng là ánh mắt khép hở lại, tay thả lỏng hai bên. Chiêu số 2, thức số 2 là vẩy tay mặt ngửa lên. Đấy. Mặt ngửa lên này, ngốc xuống là nó xuống nhanh nhẹn dứt khoát như thế này. Ngửa thì chúng ta xoắn khí lên như thế này. Tay chúng ta hơi hướng ra bên ngoài một chút. Đây, tay trái hướng bên trái này, tay phải này hướng bên phải. Hơi hướng một chút, đó. Xuống nhanh. Lên thở lỏng, xuống nhanh. Ánh mắt nhìn thẳng đằng trước, lưỡi chạm vào miệng trên, hậu môn, lên nhíu hậu môn, xuống thả lỏng. Đã tập 30 lần nhá, giống như thức 1, thức 2 chúng ta đã tập 30 lần. Rồi, bây giờ chúng ta thiền đứng nhá. Đến chiêu số 3, vẩy tay dưới căn kinh chiêu số 3. Chúng ta tay nắm đấm lại này. Đứng một chút trên các đầu ngón chân, ngả người ra phía sau. Ném đá ra, động tác như đang ném đá. Bung cái tay ra nhá. Đứng này, ném vứt ra, nghiêng người về sau ra đằng trước, đó, ném cái tay ra, cổ của mình có thể hướng phía trước, đấy, bài này thì không nhíu hậu môn nữa, chúng ta thả lỏng cơ thể và ném đá, nó thông hoạt cho huyệt lao cung ở giữa lòng bàn tay, thông hoạt cho 10 đầu ngón tay. Rồi tiếp theo chúng ta có thể ngửa cổ lên khi ném. Ngửa cổ lên, ném. Thông hoạt vai gáy, chữa các bệnh về đau mỏi vai gáy. Ta có thể làm 15 lần. Rồi chúng ta thiền đứng ạ. Bây giờ thầy Phúc Thành cảm thấy người nó nóng bừng lên rồi. Với bất cứ bệnh tật nào thì đều rất là cần những hơi ấm này, hơi nóng này, nó đi chữa bệnh cho chúng ta. Người tôi bây giờ nóng bừng lên. Thức cuối cùng của dịch căn kinh là động tác mô phỏng cấy lúa, mô phỏng động tác cấy lúa, thông hoạt toàn bộ 10 đầu ngón tay. Đây tôi tập một lúc thôi, lòng bàn tay nó nóng lên rất là nhiều rồi, nó ấm nóng vô cùng. Bây giờ chúng ta sẽ thông hoạt 10 đầu ngón tay này. Cúi xuống này, thả lỏng người, tay xuống. Thả lỏng tay xuống. Đã làm như vậy 30 lần. Cứ tay lên xuống thả lỏng. Thấy 10 đầu ngón tay nó đỏ bừng lên là rất là tốt. Khuôn mặt ấm nóng, dễ chịu. Kết thúc 30 lần, chúng ta lại thiền đứng. Hơi thở chúng ta nó sẽ buông thư vô cùng. Mồ hôi nó lấm tấm ra. Hơi thở buông thư. Vừa rồi thầy Phúc Thành đã hướng dẫn cho chúng ta này, phần khởi động này, khởi động về đại bi tâm khí công, phần âm dương khí công này, phần mở khớp thông kinh, giúp thông hoạt toàn bộ cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Nhất là bài mở khớp thông kinh này rất là tốt cho bệnh nhân ung thư các bạn nha, phải tập hàng ngày. Với bài vẩy tay cũng vậy, bài vẩy tay là thông khí toàn bộ cơ thể, người bây giờ nóng bừng lên rồi. Ta nên tập tiếp một bài cuối cùng trước khi kết thúc là bài quan trọng nhất, là bài dịch cân kinh 12 thức trị bệnh. Đó, thì nó sẽ tăng cường công năng tác dụng rất là cao. Rồi chúng ta bắt đầu vào thức thứ nhất, chúng ta thiền đứng.
Bắt đầu vào bài đầu tiên, thông hoạt cho đường kinh phế rất là tốt cho tất cả các bệnh về phế nói chung và những cái bệnh ung thư như ung thư phổi nói riêng. Hai tay sang hai bên này, ngón áp út và ngón út lên cao một chút, sau đấy hạ dần đều xuống. Khi tay về đây rồi, tay trái của tôi xoắn sang bên trái này, tay phải xoắn sang bên phải. Xoắn tay tức là như này, tay nó sẽ xoắn như này nhá các bạn nhá. Rồi tôi xoắn này, tôi xoắn rất là mạnh nên tay nó sẽ rung rung và nó nạp khí rất là mạnh. Xoắn tay xong rồi, tôi thả lỏng tay ra, thiền đứng. Cảm thấy phần ngực nó được nâng cao lên, khí đang vào đường kinh phế, đang vào phổi ạ, đang vào sau mũi ạ, đang vào họng ạ. Ánh mắt khép hở, tôi thiền, nắm hơi thở. Sau đấy đưa tay lên dần đều này, sang hai bên, đứng trên các đầu ngón chân và xả khí thông kinh. Ta thiền đứng, hơi thở thả lỏng hoàn toàn tự nhiên. Rồi đến lần số 2. Mỗi chiêu này chúng ta có thể tập 2 lần hoặc 3 lần. Đấy, tốt nhất có thời gian chúng ta tập 3 lần nhé. Tay sang hai bên, áp út và út xoắn. Về nơi này xoắn mạnh hơn, mắt nhìn thẳng phía trước. Đấy, tay tôi nó đang rung lên ạ, xoắn rất là mạnh. Thu khí về định tâm, hơi thở hoàn toàn tự nhiên. Bài dịch cân kinh này hơi thở tự nhiên từ đầu đến cuối, không hít vào thở ra theo ý thức mà dùng vô thức thở tự nhiên. Rồi tay đưa lên từ từ, tay sang hai bên, đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người phía sau, xả khí thông kinh. Chúng ta vào thiền đứng 5 hơi thở. Khi chúng ta thiền đứng là các năng lượng cơ thể nó được tự động nó điều phối đến những vùng đang có tổn thương trong cơ thể, rất là tốt với các bệnh lý và nhất là bệnh ung thư thì cực kỳ là tốt rồi. Bài dịch cân kinh này phải tập hàng ngày, buổi sáng, buổi chiều, ngày nào phải tập các bạn nha. Rồi, tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ đến cái chiêu số 2 của bài dịch cân kinh là thông khí cho cái vùng đại tràng của cơ thể chúng ta nhé. Rồi đầu tiên chúng ta thiền đứng 5 hơi thở này, sau đấy tay đưa lên, ngón tay trỏ chạm vào nhau, thu về, tay này xoắn và đẩy sang hai bên, đứng trên các đầu ngón chân, ngón tay cái hướng ra phía sau, chúng ta xoắn tay như thế này ạ. Thu về, rồi đẩy tay ra, tay đưa lên, tay rủ xuống và thiền. Tôi cảm thấy 10 đầu ngón tay nó ấm nóng, tê tê ấm ấm. Tay đưa lên này, xả khí thông kinh. Xả khí thông kinh, chúng ta đứng một chút trên các đầu ngón chân nhá và nghiêng người về sau, rồi về. Đó. Lần số 2 của chiêu đại tràng, ngón tay trỏ chạm vào nhau, thu khí về, tay đẩy sang hai bên. Đó, xoắn tay như thế này. Dịch cân kinh là thông 12 đường kinh, 5 đến 7 giờ sáng là giờ của đại tràng hoạt động. Chúng ta cần phải tập bài này hàng ngày thì nó sẽ tự đi vệ sinh vào 5 đến 7 giờ. Rất là tốt cho những người bị bệnh ung thư đại tràng nhá, tất cả bệnh lý đại tràng, viêm đại tràng, ung thư đại tràng, tập bài này. Nếu có bệnh lý chúng ta phải tập 10 lần. Thu, tay ra, tay lên này, tay rủ xuống. Tay lên, xả khí thông kinh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp vào chiêu thức số 3 của bài khí công dịch cân kinh. Chiêu thức tốt cho bệnh dạ dày. Ta sẽ dùng ngón áp út và ngón út ạ. Hai ngón dẫn khí của cơ thể chúng ta, nó sẽ xoắn một chút như thế này. Tay trái xoắn sang bên trái, tay phải xoắn sang bên phải. Đưa lên từ từ. Rồi, khép vào. Chúng ta kết ấn định tâm. Ấn như này ạ. Ngón tay cái giữa áp út và út lại, trò giữa thẳng.
hai cái tay gần chạm nhau. Cho nên nghiêng người ra phía trước một chút, thông cho đường kinh dạ dày. Đấy, phần dạ dày nó cứng lên. Về, hai tay xuống dần đều, tay rủ xuống thiền đứng. Tay lên, xả khí thông kinh. Ra đứng thiền đứng, hơi thở hoàn toàn tự nhiên trong vòng 5 hơi thở. Lần số 2 của chữa bệnh dạ dày, tốt cho những bệnh lý ung thư dạ dày các bạn nhá. Áp út và út lên. Kết ấn. Đứng trên cái đầu ngón chân ạ. Cho nên nghiêng người ra phía trước một chút, giúp phần dạ dày nó cứng lên, nạp khí vào dạ dày đại tràng. Về. Đấy, với những người bị ung thư dạ dày chúng ta phải tập 10 lần nhá. Còn ai không có bệnh, ai phòng bệnh thì tập 2 lần hoặc 3 lần thôi. Tay rủ xuống mặt thiền. Tay lên, xả khí thông kinh. Rồi, tiếp theo ạ. Bây giờ chúng ta đã xong chiêu thức số 3 rồi. Chúng ta sẽ đến chiêu thức số 4 là thông cho vùng la lách, vùng tuyến tụy. Đấy, phòng ngừa những bệnh lý liên quan đến tuyến tụy này, những bệnh ở tiểu đường. Cách tập như sau. Tay phải chúng ta để như này ạ. Ngón áp út và út nó hơi lên cao một chút. Vuốt ra phía sau 45 độ. Chân trái đứng nhón trên các đầu ngón chân. Chân phải đứng bình thường. Cho nên ngón áp út và út nó dựng lên, xoắn tay như thế này ạ. Tay phải tôi đang xoắn về bên phải, nó rung rung một chút, rất là tốt. Rồi về. Tay về gặp nhau ở giữa. Hạ tay xuống ạ. Đứng thiền đứng. Xả khí thông kinh. Tay phải ra phía sau. Tay trái vuốt nhẹ sang bên trái. Đứng nhón trên đầu ngón chân của chân phải. Áp út và út lên, xoắn tay. Rồi, tay đưa về. Hạ xuống. Ánh mắt khép hờ thiền định. Sau 5 hơi thở, chúng ta xả khí thông kinh. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn xong chiêu số 4, bây giờ chúng ta đến chiêu số 5 của bài khí công dịch cân kinh. Chiêu này thông hoạt cho hệ thống tim. Đấy, tại sao tất cả bệnh lý ung thư chỉ riêng tim là không bị ung thư? Bởi vì nơi đây là bơm máu khắp toàn cơ thể, nơi đây là khí huyết nhiều nhất. Đó, thế nên chúng ta tập những bài này giúp tim hoạt động tốt, nó bơm máu khắp cơ thể, ổn định huyết áp. Tập như sau, chân trái chúng ta quay sang bên trái. Chân trái bước lên. Ngón tay cái chạm vào ngón út. Thu về, xoắn tay. Trong ra ngoài, bên trong này, ra bên ngoài. Đứng trên gót chân. Được có. Tay về giữa này. Xuống. Xoắn tay. Tay chúng ta xoắn này. Lên này, chạm thêm ngón áp út vào. Múa tay từ ngoài vào trong như thế này. Ngược cổ. Rồi, nhìn về đằng trước. Tay vòng lên, chuẩn bị xả thiền, xả khí. Xả khí thông kinh. Thiền 5 hơi thở. Tương tự chúng ta xoay sang bên phải. Chân phải bước lên. Thu tay về, ngón tay cái chạm ngón út, xoắn tay. Trong ra ngoài. Tay về chéo này, chúng ta hạ tay xuống. Xoắn tay, tay chúng ta sẽ xoắn như này. Chạm thêm ngón áp út vào, xoắn từ ngoài vào trong. Ngửa cổ lên. Rồi, chúng ta quay về đằng trước. Xả khí thông kinh. Ra thiền đứng ạ.
Rồi lần số 2, tương tự như vậy. Xoay lên bên trái, chân trái bước lên. Ngón cái chạm ngón út, xoắn tay. Nhớ cố. Tay về chéo, xuống. Tay song song với phần đầu, xoắn tay. Lên, ngón tay cái chạm với ngón áp bút vào. Nhường cổ phía sau. Về chính giữa. Thiền đứng chuẩn bị xả khí. Xả khí thông kinh. Nâng nghiêng sang bên phải. Xoay người sang bên phải. Chân phải bước lên. Ngón cái chạm ngón út, xoắn tay. Ngửa. Tay về chéo. Xoắn. Chạm theo ngón áp út vào. Ngắm múa từ ngoài vào trong ạ. Đó, chúng ta về. Xả khí thông kinh. Rồi, vừa rồi là kết thúc chiêu số 5 của mài khí gom dịch căn kinh. Sang chiêu số 6, thông cho đường kinh ruột non. Đấy, tốt cho những cái bệnh lý ung thư liên quan đến đường ruột. Rất là tốt cho tuyến hệ thống ruột của chúng ta. Trong ra ngoài, ngón tay áp vừa út nó sẽ xoắn như này. Tay trái xoắn sang bên trái, tay phải xoắn sang bên phải. Đó, đẩy tay ra. Ngón út chạm nhau. Tay đưa lên từ từ. Ngón út là đường kinh ruột non ạ. Tách xa. Xả khí thông kinh. Lần số 2, thông khí ruột non. Đám bút và út xoắn. Đẩy ra. Út chạm nhau. Lên. Tách sang hai bên. Xả khí thông kinh. Rồi chúng ta thả lỏng tay, thiền đứng. Cho hơi thở bình hòa trước khi tập tiếp. Chiêu số 7 của dịch căn kinh là thông hoàn cho hệ thống bàng quang. Tất cả những người bị tiểu đêm này, bàng quang yếu, hay đi tiểu nhiều lần trong ngày, tập chiêu này 10 lần. Mỗi một ngày tập 10 lần nhá. Nó sẽ xoắn bàng quang cho chúng ta. Tay trái ở trên, tay phải ở dưới như thế này ạ. Trên. Nhón cái chân trái lên, xoắn người về bên trái 4 lần. 1 2 3. Lần thứ 4 giữ nguyên. Hơi nghiêng người về phía sau một chút, làm cho cái bàng quang nó căng lên. Phần bàng quang này căng lên. Về. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên ạ. Thở tự nhiên. Xả khí thông kinh. Rồi. Tay phải trên, tay trái dưới. Nhón chân phải lên. Nhớ xoay sang bên phải thì nhón chân phải và ngược lại. 1 2 3 4 giữ. Hơi nghiêng người phía trong một chút. Về. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên. Đứng trên các đầu ngón chân, xả khí thông kinh. Rồi tiếp theo lượt số 2. Bố bài thầy tập 2 lần. Nhón chân trái lên, xoắn sang bên trái. 1 2 3 4. Về. Thiền đứng. Xả khí thông kinh. Ơ
Tay phải trên, tay trái ở dưới. Nhón chân phải lên, xoắn. 1 2 3 4 giữ. Hơi nghiêng người phía sau. Về. Giá thiền đứng ạ. Xả khí. Vừa rồi thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta 7 chiêu. Hôm nay chúng ta đến chiêu thức số 8 nhá. Chúng ta tập luôn chiêu thức số 8 này. Chiêu này chữa rất là tốt những bệnh về thận này, đau lưng mỏi này. Và cái thận này nó giúp đưa hơi ấm khắp cơ thể, hỗ trợ chữa trị tất cả các bệnh ung thư các bạn nhá. Ta đứng chân rộng hai bên. Các đầu ngón chân nó sẽ hướng hai bên. Chúng ta chuẩn bị hạ tấn xuống. Nó đứng này. Ngón tay từ trong ra ngoài. Nó sẽ hạ tấn thấp xuống như sau. Nó sẽ đứng cái này. Hạ xuống này. Hạ xuống. Thẳng lưng lên. Đưa lên từ từ. Người nổi lên dần đều. Vuốt. Ta thở hoàn toàn tự nhiên. Xả khí nông kinh. Lần số 2 của thận, cấp độ 1 của thận. Ra xuống. Hạ xuống. Lên từ từ. Xả khí thông kinh. Riêng bài về thận này chúng ta sẽ có 3 cấp độ. Vừa rồi thầy hướng dẫn xong cấp độ 1. Cấp độ 2 nó sẽ khó hơn một chút, đòi hỏi chúng ta phải ngồi cúi xuống sâu hơn, tăng cường chức năng cho thận. Ta sẽ múa từ trong ra ngoài. Sau đấy chúng ta sẽ ngồi xổm xuống ạ. Chúng ta sẽ ngồi xổm xuống. Tập bài này chúng ta lưu ý mặc quần áo rộng. Đấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ngồi xổm xuống. Lưng thẳng lên. Rồi. Khi hạ chân xuống chúng ta đứng mép trong của chân. Mép trong của chân. Lên từ từ. Rồi. Ta sẽ múa tay từ trong ra ngoài. Xả khí thông kinh. Lần số 2 của cấp 2. Múa trong ra ngoài. Ngồi xổm xuống. Nhớ phải thẳng cột sống, thẳng lưng ạ. Chúng ta hạ xuống, đứng mép trong. Lên chậm. Tiền đứng ạ. Xả khí thông kinh. Rồi, vừa rồi chúng ta tập xong cấp 2 rồi. Đến cấp 3 lại cần khó hơn một chút. Là chúng ta sẽ chịu đầu gối xuống các bạn nhá. Cấp 3 này. Đầu gối của chúng ta nó sẽ hạ xuống như thế này. Đó. Cho nên chúng ta bật lên. Đứng ở mép trong của chân. Bật lên. Lên chậm. Múa từ trong ra ngoài. Sau khi thiền đứng xong chúng ta xả khí thông kinh. Lần số 2. Cấp 3 chúng ta xuống. Khi xuống này chúng ta nên ở những cái sàn nó trơn nhá. Ở những cái sàn nó mềm nhá. Ở đây tầm ngoài trời thầy mới ở trên cái phần đá thôi. Bật lên. Mép trong của chân. Lên chậm. Múa từ trong ra ngoài. Xả khí thông kinh. Nó thiền đứng. Hai tay của chúng ta sẽ thả lỏng hai bên để thiền. Vừa rồi thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta chọn bộ bài khí công giúp tăng cường khả năng hỗ trợ chữa trị bệnh ung thư cùng nhiều bệnh lý mãn tính khác. Ta học đến chiêu số 8 của dịch thần kinh. Chiêu số 9 đến 12 thì nó khó hơn. Ai ở Hà Nội thì sang học trực tiếp với thầy. Hoặc ai ở xa thì học khóa online. Đấy. Tại thiền chữa bệnh.com.
Đấy, 8 triệu đầu tiên này cơ bản thì nó cũng đã công năng nó rất là cao rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bài khí công này. Sau khi tập xong chúng ta bao rộng xả khí nha. Xả khí trước khi kết thúc khí công. Hít mũi này, thở miệng. Hai, hít mũi, thở miệng. Ba, thở. Hít vào để bụng phình ra. Thở ra bụng hóp. Hít bụng phình. Thở bụng hóp. Chúng ta thu khí về đan điền, cất khí, cất giữ năng lượng. Nam tay trái bên trong, tay phải bên ngoài. Nữ phải trong, trái ngoài. Cứ xoa bụng 9 vòng như vậy, từ trái sang phải. Đấy. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên. Rồi xoa ngược lại cũng 9 vòng. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên. Sau đây chúng ta sẽ thiền đi. Ta đi bình thường trước. Rồi chúng ta đi bằng khí công tiên gia nhá. Đi mép trong của chân. Rất là tốt cho những bệnh lý ung thư này, nhất là ung thư gan này. Là ngày nào mình cũng phải đi mép trong của chân. Nó thông khí cho vùng đường kinh gan. Người xưa người ta tìm ra rồi. Đường kinh gan nó liên quan đến mép trong của lòng bàn chân. Thầy ngày nào phải đi này ít nhất 15 phút mép trong mép ngoài, nó thông hết gan, thông hết mật. Không bao giờ lo bệnh tật, không bao giờ lo ung thư ạ. Đi mép ngoài của chân, thông cho đường kinh mật. Rất là tốt cho phần mặt của chúng ta. Đi mép ngoài của chân nhá. Vừa rồi thầy Phúc Thành đã hướng dẫn chi tiết chúng ta về bài khí công dịch cân kinh, hỗ trợ chữa trị bệnh ung thư cùng nhiều bệnh lý mãn tính khác. Chúng ta hãy tập hàng ngày. Thời gian tập là buổi sáng 5 đến 7 giờ sáng này, buổi chiều 5 đến 7 giờ chiều. Đó. Buổi trưa rảnh có thể tập. Buổi tối thì tập sớm từ 9 giờ đi ạ. Từ 10 giờ trở đi không nên tập khí công. Nếu có tập chỉ nên ngồi thiền, thiền chữa bệnh, thiền luyện tâm. 9 đến 10 giờ tối. Rồi, thầy xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo ạ. Lợi ích khi đăng ký khóa online dịch cân kinh trị bệnh. Được học bài bản theo đúng thứ tự chuẩn của khí công chữa bệnh. Bài 1, bài 2, bài 3. Đây là một điều rất quan trọng để tập chữa bệnh hiệu quả. Được học đầy đủ chiêu 10, thông khí toàn thân. Chiêu 11, rất tốt cho mật. Chiêu 12, giải độc cho gan. Và toàn bài dịch cân kinh 12 thức trị bệnh. Được hỗ trợ trực tiếp từ thầy Phúc Thành khi có thắc mắc trong suốt quá trình học. Được tư vấn về bài tập và thuốc đông y để giúp đẩy lùi bệnh tật nhanh nhất, hiệu quả cao. Đặc biệt, nếu bạn đăng ký cùng với khóa bát đoạn cầm trị bệnh và khóa thiền trị liệu sẽ được áp dụng ưu đãi đặc biệt, mua 3 tính tiền 2. Hãy nhanh tay comment ngay dưới bài viết này để biết thêm chi tiết, chỉ áp dụng cho 30 người đăng ký sớm nhất.